Rồi. Hôm nay 21 tây. 21 tây tháng 10 2023. Chị Diệu Thanh. Chị Diệu Thanh hôm nay đến để trở lại sau khi mà đăng cái bài hôm hổm Mạnh Thường Quân này, chị Úc Thảo á trợ duyên cho em thì đăng cái bài lên, thì hôm nay là bạn của chị Úc Thảo gửi cho cưng là 50 đô. Thì hôm nay chị Diệu Thanh đem đến đưa cho em 50 đô ha. Rồi, đây chị Diệu Thanh. Rồi. Đây Linh cũng nói lại để cho Mạnh Thường Quân người ta biết á, đây là hoàn cảnh của em Thanh. Em Thanh bị ung thư ngực thì cũng đã mổ hết một bên rồi. Thì hiện tại thì Thanh ở nhà trọ, mướn nhà trọ ở đường Trần Thị Thơm, ở gần chỗ chú Hai Bài á. Ha, nếu mà sau cái clip này mà có Mạnh Thường Quân nào đồng cảm á, thì trở lại thăm em ha. Người ta có trợ duyên thì Linh trở lại. Hoặc là có ai có muốn xuống tận ở chỗ này á, thì cái đường Trần Thị Thơm chạy tới chỗ Mạnh Hùng gì ngoài cái gì? Tiệm điện Minh Hùng, nhìn qua có cái đường hẻm thì chạy thẳng vô chừng 100 mét thì nhà trọ gì? Nhà trọ Hai Sinh, phía bên phải ha. Thì hỏi em Thanh bị ung thư, em ở cái phòng cuối cùng. Rồi cảm ơn quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Rồi bye bye. Đứng đâu không nổi. Bây giờ mày bị cái gì nữa em hỏi mày, bé nó bị thần kinh thọ hả? Rồi cảm ơn chị Thanh nhiều. Rồi thôi chị về nha. Rồi bye. Còn vô trong lưu bút xe.